Bé trai tử vong vì ông vò vẽ đốt hơn 100 nốt trên đường đi học. Shop, đại gia đường bia bất ngờ tuyên bố không bán khách sạn chắc vàng. Ông xin có thể tái xuất chính trường Thái Lan sau khi ra tù. Ghen tuông chồng dùng dao đâm vợ nhiều nhát giữa phố. Toàn ngợp lễ chào đón tân sinh viên của trường đại học phép thuật tại Việt Nam. Đây là những hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ trao học bổng và chào mừng năm học mới vừa diễn ra tại trường đại học Võ Trường Toản tọa lạc tại Hậu Giang. Được xây dựng theo mô hình thành phố đại học mang phong cách châu Âu trên diện tích 20 ha. Có thể thấy trong khuôn viên trường là hàng loạt những tòa nhà kiến trúc biểu tượng nguy nga trắng lệ như một tòa lâu đài buổi lễ chào năm học mới được đầu tư vô cùng hoành tráng mãn nhãn tựa như một bữa tiệc ánh sáng khiến nhiều người phải nhận xét rằng ngôi trường như trường học phép thuật bước ra từ các bộ phim viễn tưởng hiện trường đang đào tạo nhiều ngành học như dược học quản trị kinh doanh tài chính ngân hàng kế toán và đặc biệt nhất là ngành y khoa sứ mệnh hoạt động của trường đại học võ trường toản là đưa vào ứng dụng mẫu hình thành phố đại học có chất lượng cao đào tạo nghiên cứu dịch vụ cộng đồng dịch vụ xã hội tiên tiến hiện đại Chúc nhà trường sẽ phát triển lớn mạnh và đóng góp nhiều hơn nữa vào nền giáo dục Việt Nam. Bé trai tử vong vì ông vỏ vẽ đốt hơn 100 nốt trên đường đi học Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bé trai 10 tuổi ở Hải Dương bị ông đốt trên đường đi học với hơn 100 nốt đốt. Ngay sau đó, bé được gia đình đưa đến cơ sở y tế và xử trí, truyền dịch, dùng các thuốc giảm đau, thuốc chống dị ứng. Khi đó bệnh nhi tỉnh táo nhưng mệt và khó thở nhiều. Ngay lập tức, cha được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. Loại ong đốt cháu bé được xác định là ong vò vẽ. Gần giờ thứ năm sau khi bị đốt, bệnh nhi vào qua điều trị tích cực nội khoa trong tình trạng suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tuần hoàn, suy gan, suy thận và rối loạn đông máu tiến triển nhanh chóng. Các bác sĩ hội trần quyết định thực hiện kỹ thuật ECMO, tim phổi nhân tạo để hỗ trợ chức năng các cơ quan. Nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhi, sau 2 ngày, tình trạng bệnh nhi không cải thiện tử vong trong bệnh cảnh suy đa cơ quan dối loạn đông máu nặng không đáp ứng với các phương pháp điều trị phó giáo sư tiến sĩ Tạ anh tuấn trường khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương tai nạn do ong đốt là tai nạn thường gặp ở trẻ đặc biệt là các cháu sinh sống tại các vùng nông thôn vùng dân tộc khi trẻ bị ong đốt trường hợp trẻ có nhiều vết đốt bị ong đốt vào các vùng mặt đầu cổ sốt mệt mỏi khó thở nước tiểu có màu đỏ như máu đỏ da toàn thân hoặc cảm giác choáng váng chóng mặt cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất. Mr. Đàm thẳng tay chặn anti-fan sau phiên xét xử bà Phương Hằng Sau khi tham dự phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân, khép lại những điều phiền lòng, lướt cho nhanh, vì còn nhiều thứ phải làm, các dự án, sâu diễn và các fans đang chờ mình phía trước. Ngoài ra, nam ca sĩ có động thái cứng rắn trước bình luận khiếm nhã từ anti-fan, Ai không thích mình không nên vô đây, đã thế còn nói lời khiếm nhã thì mình và ekip đành phải vlog thôi, Mr. Đàm bày tỏ. Trước đó trong phiên xét xử bà Hằng, Đàm Vĩnh Hưng cho biết có những hành vi bà Hằng gây ra khiến tôi tổn thương về mặt tinh thần, uy tín và danh dự của tôi. Đến bây giờ, vẫn còn có nhiều người vào các trang mạng xã hội dùng những từ ngữ để lăng mạ tôi, các hợp đồng kinh tế, những sâu diễn của tôi bị ảnh hưởng. Thế nhưng kinh tế có thể làm lại, nhưng uy tín tôi gây dựng đã bị hủy hoại. Tôi cần lấy lại danh dự. Hãy trả lại cho tôi danh dự mà 20 năm tôi đã gây dựng trước truyền thông và khán giả. Nam ca sĩ nói, anh từ bỏ yêu cầu bồi thường vật chất, tuy nhiên bà Phương Hằng phải xin lỗi anh trước truyền thông và khán giả. Phía bà Hằng không đồng ý nói lời xin lỗi. Bà Hằng cho biết lời xin lỗi không là vấn đề, nhưng bà cảm thấy bản thân đã bị trả giá quá đắt khi đã ở tù 18 tháng. Đại gia Đường Bia bất ngờ tuyên bố không bán khách sạn Giác Vàng. Ngày 22 tháng 9, đại gia Đường Bia, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Hòa Bình đã chính thức thông tin sẽ không bán khách sạn Giác Vàng Don Hà Nội Golden Lake. Khách sạn được tập đoàn Wyndham nâng cấp trở thành một trong những khách sạn Giác Vàng tốt nhất thế giới. Còn nhớ hồi tháng 3, thông tin đại gia Đường Bia bán khách sạn Giác Vàng giữa trung tâm Hà Nội với mức chào giá cạnh tranh 250 triệu đô la Mỹ. Đây là thông tin gây sốc đối với thị trường bất động sản. Khi đó, Chủ tịch Nguyễn Hữu Đường cho biết khách sạn Don Trề Hà Nội Golden Lake chào bán với giá khởi điểm 250 triệu đô la Mỹ. Các tỷ phú Trung Quốc, Ấn Độ và UAE đang xếp hàng chờ mua. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau, vào hôm ngày 22 tháng 9, ông Đường Bia tuyên bố sẽ không bán khách sạn giáp vàng với bất cứ giá nào. Dù có đối tác trả giá cao, ông cũng không bán. Nói về nguyên nhân bỗng nhiên hủy quyết định bán khách sạn, ông Đường hóm hỉnh, sắp tới làm nhỏ xã hội có tiền rồi, không cần bán khách sạn nữa. Được biết, sau nhiều tháng chờ đợi, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban quyết định số 2895 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhỏ xã hội cao tầng Vĩnh Hưng của Hòa Bình với tổng vốn đầu tư là 1.200 tỷ đồng. Cùng với dự án này, Hòa Bình cũng đã được chấp thuận một dự án nhỏ xã hội khác ngay tại quận Hoàng Mai. Tôi sắp làm hai dự án nhà ở xã hội, doanh nghiệp sẽ có doanh thu, vì vậy tôi sẽ không bán khách sạn giác vàng nữa. Tôi muốn giữ khách sạn giác vàng đẳng cấp thế giới Don Trê Hà Nội Golden Lake cho người Việt, phục vụ người Việt, ông Đường khẳng định. Trước đó ông từng cho biết, 3 năm Covid-19, mỗi một năm công ty mất khoảng 1.000 tỷ doanh thu và 500 tỷ tiền lợi nhuận. Kinh doanh gặp khó khăn do dịch bệnh, nhiều tháng liền nhân viên không có lương. Do đó, ông mới phải đưa ra quyết định đau xót bán khách sạn để giải quyết khó khăn. Tai nạn giao thông trong đêm tại Hòa Bình, một người tử vong, bốn người bị thương. Vụ tai nạn giữa hai xe máy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Lương Sơn, Hòa Bình khiến một người tử vong, bốn người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 9 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Va chạm xảy ra giữa xe mô tô mang biển số 29M1-26008 và xe mô tô biển số 28G1-28440, chưa xác định được người điều khiển và hướng di chuyển của hai xe. Cú va chạm khiến một người tử vong tại chỗ, bốn người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, hai phương tiện bị biến dạng. Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, nạn nhân tử vong tên C, 14 tuổi, ở xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình các nạn nhân bị thương đều nằm trong lứa tuổi thành thiếu niên. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ông Thắc Xin có thể tái xuất chiến trường Thái Lan sau khi ra tù. Các quan chức cấp cao Thái Lan trong những ngày qua đã có những phát ngôn cho thấy cựu Thủ tướng Thắc Xin có thể tái xuất chính trường quốc gia Đông Nam Á sau khi mãn hạn tù. Ông Thắc Xin, 74 tuổi, bị lật đổ vào năm 2006, đã quay trở lại Thái Lan vào tháng trước sau nhiều năm sống lưu vong. Ông đã bị bắt giam vì tội nhận hối lộ và làm dụng quyền lực. Ngày 1 tháng 9, Hoàng gia Thái Lan thông báo quốc vương Maha Vajiralongkorn quyết định ân xá cho cựu thủ tướng Thắc Xin từ 8 năm tù xuống còn 1 năm. Luật pháp Thái Lan có quy định trong các dịp đặc biệt, những phạm nhân cải tạo tốt và bị bệnh nặng. Chỉ thủ án một năm có thể sẽ được Hoàng ra ân xá ông Thắc xin có thể nằm trong danh sách này. Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Savisin thuộc đảng phiêu thai mà ông Thắc xin ủng hộ hồi giữa tuần nói rằng ông Thắc xin vẫn có thể phụng sự đất nước trong tương lai. Tôi tin rằng ông ấy có giá trị để đóng góp cho chính phủ và người dân Thái Lan. Ông ấy đã và có lẽ vẫn là thủ tướng được yêu thích nhất trong lịch sử chính trị Thái Lan. Ông Srettha nói trong cuộc phỏng vấn Bloomberg, Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechazachai hôm 22 tháng 9 cho biết Ông ủng hộ ý tưởng để ông xin trở thành cố vấn chính phủ sau khi ra tù. Đó sẽ là một điều tốt vì ông ấy đã có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong chính phủ. Điều đó sẽ mang lại lợi ích cho đất nước, ông cho hay. Ghen tuông, chồng dùng dao đâm vợ nhiều nhát giữa phố Đoạt clip khiến nhiều người không khỏi lạnh sống lưng vì sự hung hãn cũng như liều lĩnh của người đàn ông khi xuống tay với chính vợ mình. Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 20 tháng 9 vừa qua, một số người dân sống tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh nam thanh niên đi xe máy đến liên tục cầm dao đâm một người phụ nữ trên phố. Tuy chưa rõ nguyên nhân ban đầu ra sao, nhưng từ những tình tiết trong vụ xô xát, nhiều người có thể đoán ra được phần nào lý do khi người đàn ông vừa đâm những nhát dao chí mạng, vừa mắng người phụ nữ trai trên gái dưới với người lạ. Rất may, thời điểm người đàn ông xuống tay với nạn nhân, có rất nhiều người dân xung quanh khu vực đã vội đến can ngăn người này để tránh một hậu quả thương tâm. Tuy vậy, đoạt clip có thể thấy người phụ nữ đã phải nhận khá nhiều nhát dao đâm từ người được cho là chồng, nên hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe ra sao. Vụ việc đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Công an xác định thi thể trên sông Đuống là nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi. Theo Công an thành phố Hà Nội, 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9, Công an thành phố đã phát hiện trục vớt một thi thể phụ nữ tại khu vực sông Đuống, địa phận xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm cùng đại diện gia đình nghi phạm khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong, tổ chức giám định, nhận dạng xác định nhân thân. Kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ trên là Giáp Thị Huyền Trang. Trước đó, Giáp Thị Huyền Trang bị xác định là nghi phạm trong vụ bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi tại Gia Lâm, Hà Nội. Quá trình điều tra đến nay, công an thành phố xác định sau khi đón bé từ trường mầm non, Trang sử dụng xe máy chở cháu bé đi thẳng xuống địa phận tỉnh Hưng Yên, liên tục di chuyển vòng quanh các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào. Trong khi di chuyển, Trang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện, nhắn tin cho bị hại đòi tiền chuộc sau đó tắt máy nhằm che giấu, đối phó việc truy bắt của lực lượng công an. Trên đường đi, cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều, trang sợ sẽ bị lực lượng công an truy bắt nên đã ra tay sát hại cháu bé để xóa dấu vết bịt đồng mối trước thời điểm gia đình bị hại đến cơ quan công an trình báo. Theo công an thành phố Hà Nội, sau khi sát hại cháu bé, trang tiếp tục đòi tiền chuộc do lo sợ gia đình cháu bé đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của trang với tổng số tiền 550 triệu đồng trên đường lẩn trốn biết các lực lượng công an đang giáo giết truy lùng truy bắt không thể trốn thoát và sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất nên trang đã tự sát lên phương án nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2024 dài 4 ngày Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành đề trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2024 về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, Bộ này đưa ra hai phương án, cùng nghỉ 7 ngày. Với dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2024, Bộ cũng đề xuất hai phương án, đều gồm 4 ngày nghỉ. Với phương án 1, người lao động được nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày 2 tháng 9 và một ngày liền kề là ngày 3 tháng 9. Dịp này công chức viên chức được nghỉ từ ngày thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày thứ Ba ngày 3 tháng 9 năm 2024. Như vậy với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, công chức viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ bù, ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ luật Lao động. Phương án thứ hai là nghỉ ngày 2 tháng 9 và 1 ngày liền kề trước ngày này tức ngày 1 tháng 9. Với phương án này, công chức viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày thứ Bảy 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày thứ Ba ngày 3 tháng 9 năm 2024. Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2024, công chức viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, 2 ngày nghỉ bù, ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ Luật Lao Động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2024 theo phương án 1. Bộ này cho biết, cả hai phương án đều nghỉ 4 ngày liên tục, nhưng phương án 1 có ưu điểm là giảm thủ tục hành chính và không phải thực hiện việc bố trí bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ luật Lao động. Nạn móc túi sinh viên trên xe buýt quay lại. Thời điểm đầu tháng 9, đa số sinh viên các trường đại học bắt đầu đi học lại, cùng với một bộ phận không nhỏ sinh viên mới nhập học nên nhu cầu di chuyển bằng xe buýt tăng cao. Lợi dụng điều này, các nhóm móc túi trên xe buýt hoạt động trở lại các hội nhóm mạng xã hội dành cho sinh viên liên tục đăng các bài cảnh báo phản ánh tình trạng móc túi trên xe buýt thậm chí có sinh viên ghi lại hình ảnh móc túi ra tay có người còn bị đe dọa khi phát giác sự việc trên các tuyến xe buýt qua nhiều trường đại học thường có sinh viên lên xuống tại các trạm do đông đúc nên nhiều sinh viên trở thành nạn nhân của bọn móc túi Phạm Thị Ngọc N, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, cho biết em đã bị móc túi và mất điện thoại khi xuống trạm ký túc xá khu A Đại học Quốc gia. Lúc xuống xe có khá đông sinh viên cùng xuống trạm nên nhiều người chen lấn ở cửa. Em mang ba lô phía sau nên bị kéo khóa lấy mất điện thoại. Xuống xe rồi mới phát hiện bị móc túi nhưng không biết ai là thủ phạm, em N kể lại. Ông Lê Hoàng Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã ghi nhận một số trường hợp hành khách thông báo mất tài sản khi đi lại bằng xe buýt và có văn bản chuyển phòng cảnh sát hình sự BC02 theo dõi điều tra. Ông Hoàng cho biết thêm, nhờ sự phối hợp với phòng BC02 đã bắt giữ được một nhóm móc túi trên xe buýt. Theo ông Hoàng, trường hợp không may bị móc túi, hành khách còn báo ngay cho tài xế, nhân viên phục vụ trên xe để được hỗ trợ tìm kiếm tài sản. Nếu chưa tìm thấy tài sản bị mất, hành khách còn phản ánh về tổng đài 1022 để ghi nhận sự việc, phối hợp tìm kiếm. Bên cạnh đó, ông Hoàng khuyến cáo hành khách đi xe buýt phải tự bảo vệ tài sản như đeo ba lô trước ngực, ba lô, giỏ sách, được khóa kỹ càng, không chen lớn, ăn mặc kín đáo. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.